Việt Nam là một trong 7 nước Mỹ tặng nhiều vaccine nhất. Theo Nhà Trắng, những quốc gia Mỹ tặng nhiều vaccine COVID-19 nhất tới nay là Indonesia 8 triệu liều, Philippines 6 triệu 239 ngàn liều, Colombia 6 triệu, Nam Phi 5 triệu 660 ngàn, Bangladesh 5,5 triệu, Pakistan 5,5 triệu và Việt Nam 5 triệu. Ngày 3 tháng 8, Nhà Trắng cho biết đến nay, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố tặng và vận chuyển hơn 110 triệu liều vaccine COVID-19 tới hơn 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo Liên Hiệp Quốc, hiện nay Mỹ đã tặng số liều vaccine COVID-19 cho thế giới nhiều hơn tổng cộng số vaccine đã được các quốc gia khác tặng. Nhà Trắng cũng đăng danh sách những quốc gia, vùng lãnh thổ cụ thể đã nhận vaccine COVID-19 từ Mỹ. Các quốc gia này trải dài trên nhiều khu vực từ Đông Nam Á, Việt Nam, Malaysia, Campuchia, cho tới Nam Mỹ, Brazil, Colombia. Những quốc gia được Mỹ tặng vaccine nhiều nhất đến nay gồm Indonesia 8 triệu liều, Philippines 6 triệu 239 ngàn, Colombia 6 triệu, Nam Phi 5 triệu 660 ngàn, Bangladesh 5 triệu 500 ngàn, Pakistan 5 triệu 500 ngàn, Việt Nam 5 triệu liều. Hơn 110 triệu liều vaccine này đã và đang cứu sống nhiều người trên khắp thế giới chỉ là khởi đầu trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm cung cấp vaccine cho thế giới, Nhà Trắng cho biết. Hồi tháng 6, Tổng thống Joe Biden cam kết tặng ít nhất 80 triệu liều vaccine cho các nước và hứa sẽ tặng thêm. Phần lớn số vaccine được Mỹ tặng thông qua chương trình tiếp cận công bằng vaccine COVAX do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn. Nhà Trắng cho biết từ cuối tháng này, chính quyền ông Biden sẽ bắt đầu vận chuyển nửa tỷ liều vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech mà Mỹ đã cam kết mua và tặng cho 100 quốc gia có thu nhập thấp. Tổng thống Biden tuyên bố nước Mỹ sẽ là kho vaccine trong cuộc chiến của chúng ta chống lại COVID-19. Như chúng tôi đã đưa tin, vào sáng 25 tháng 7, Bộ Y tế cho biết Việt Nam tiếp nhận thêm 3 triệu 060 liều vaccine Moderna do chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua cơ chế COVAX. Đây là lô vaccine Moderna thứ hai đến Việt Nam trong tháng 7, nâng tổng số vaccine do chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam thông qua cơ chế COVAX lên đến hơn 5 triệu liều. Vaccine được hỗ trợ thông qua cơ chế chia sẻ vaccine của COVAX. Theo đó, các quốc gia có lượng vaccine dồi dào chia sẻ vaccine với các quốc gia khác nhằm giúp bảo vệ các nhóm có nguy cơ cao nhất trên toàn cầu. Số vaccine này sẽ góp phần việc thực hiện mục tiêu đạt tỷ lệ tiêm chủng 20% ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình trong giai đoạn phân bổ vaccine đầu tiên. Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận 7.493.300 liều vaccine COVID-19 với bốn lô hàng từ cơ chế COVAX, bao gồm 5 triệu 100 liều vaccine Moderna do chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ và 2 triệu 493.200 liều AstraZeneca. Cơ chế COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Liên minh Đổi mới Sáng tạo, Sẵn sàng cho dịch bệnh, CEPI và Liên minh Vaccine và Gavi đồng khởi xướng. UNICEF là đối tác thực hiện chính. Đến nay, Việt Nam đã triển khai tiêm gần 4,5 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó có 353.601 người đã được tiêm liều thứ hai. Nguồn vaccine bổ sung sẽ giúp Bộ Y tế mở rộng độ bao phủ tiêm chủng và tiếp cận nhiều người hơn trong các nhóm đối tượng ưu tiên, từ đó góp phần giúp Việt Nam đạt được mục tiêu tiêm phòng cho hơn 70% dân số đến cuối quý 1 năm 2022. Trước đó vào sáng ngày 10 tháng 7, chiếc máy bay của hãng hàng không Qatar mang số hiệu A7BFN đã đáp xuống sân bay nội bài, vận chuyển 2 triệu liều vaccine Moderna. Đây là số vaccine được Mỹ tài trợ cho một số quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, thông qua chương trình COVAX, sáng kiến nhằm tăng cường bình đẳng trong tiếp cận vaccine ngừa COVID-19, có 92 quốc gia trên vùng lãnh thổ tham gia. Đây là một phần trong 80 triệu liều vaccine phòng COVID-19 do Tổng thống Joe Biden cam kết hỗ trợ thế giới và là những liều vaccine đầu tiên được gửi đến Đông Nam Á. Theo USAID, việc chuyển giao số lượng lớn vaccine do công ty Mỹ sản xuất như một phần cam kết kiên định của chúng tôi trong việc phối hợp với các nước đối tác tại Đông Nam Á nhằm đối phó đại dịch COVID-19. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID nhấn mạnh, chúng tôi tự hào hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch này và chúng tôi tin tưởng rằng phối hợp cùng nhau chúng ta sẽ chiến thắng COVID-19. Hãng tin AP trước đó dẫn một lời viên chức chính quyền Biden khẳng định. Việc viện trợ vaccine cho Việt Nam nằm trong chiến lược nhằm chấm dứt đại dịch ở mọi nơi, chứ không phải ngoại giao vaccine để đối phó với Trung Quốc và Nga. Viên chức này nhấn mạnh Mỹ chia sẻ vaccine mà không kèm theo điều kiện nào. Theo thông cáo của UNICEF Việt Nam ngày 10 tháng 7, phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận lô vaccine trên, ông Christopher clan đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam chia sẻ, Lô vaccine này mang đến cho chúng ta hy vọng về một hồi kết cho cuộc chiến chống COVID-19. Nó mang đến cho chúng ta hy vọng rằng chúng ta sẽ có thể quay trở lại cuộc sống bình thường. Theo tổ chức UNICEF, Việt Nam đã thành công trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19 kể từ năm 2020. Tuy nhiên, do nguồn cung vaccine hạn chế trên toàn cầu, tỷ lệ tiêm chủng ở Việt Nam còn ở mức thấp.